tôi đang không hiểu ấy mọi người cảm thấy thế nào nhưng mà ấy, nếu như mà cái thương vụ Mason Mount ấy tôi không hiểu là cái cái thương vụ Mason Mount ấy là nếu như mà nó còn tiếp tục kéo dài và giá nó vẫn còn bị điên ấy thì có nên đem về James Madison hay không đây là một câu hỏi mà tôi đặt ra và tôi muốn để lại thành một cái chủ đề để các bạn tự trao đổi với nhau ok Việt Devil đã hỏi đây và 700 bạn đã vote đúng không? James Madison thay Mason Mount có hợp lý không? Có, tiết kiệm tiền và tiết kiệm thời gian 59% chọn Ok, không, trình độ quá lệch 41% chọn Cái vấn đề là thế này này Đối với tôi ấy James Madison ấy, giá của James Madison Cộng cả phụ phí không thể nào lên quá 60 triệu được Đơn giản là vì chúng ta xả, trả 60 triệu cho Casemiro Casemiro đẳng cấp hơn Nhầm tôi xin lỗi Mason Mount Casemiro ấy đẳng cấp hơn Mason Mount ấy chắc phải 1.000 lần Ok, nói thẳng thế luôn Casemiro đẳng cấp hơn Mason Mount 1.000 lần Và vì thế thì Mình không thể nào mà trả hơn 60 triệu Nó, rất là phi lý Mà đây là Casemiro đến từ Real Madrid Không phải Casemiro đến từ Fibonacci hay là Sporting Lisbon hay cái gì mà Đây là Casemiro đến từ Real Madrid Ok, đây là cái vấn đề đầu tiên mà tôi đang cảm thấy hơi khó chịu cái điều mà tôi khó chịu thứ hai ấy, là liên quan đến cái việc ấy là mình càng trả nhiều tiền ấy là mình càng đang gọi là bơm kinh phí cho thằng Chelsea nó mua Casino đúng hay sai mình càng trả thêm ấy là mình đang càng đang bơm kinh phí cho thằng Chelsea để mua được đầu giá 70-80 triệu Ừ, mình đang hỗ trợ trả giúp Chelsea đem về một cầu thủ rất chất lượng từ Brighton bằng cách là mình trả nhiều tiền hơn cho Mason Mount. Và nói thẳng luôn ấy, Mount ấy, mà không đến MU ấy, mình thứ nhất ấy mình không cung cung cấp tiền Chelsea này Thứ hai ấy là Chelsea sẽ gặp vấn đề tài chính đơn giản thế thôi. Chelsea sẽ gặp vấn đề tài chính. Cho nên gì? Cho nên làm sao? Cho nên là kệ bọn nó. Tôi khá là ok về cái việc James Madison đến Tôi nói thật luôn James Madison Nếu bảo tôi James Madison với cả Yuri Tillman Sẽ bị trước đây tôi từng phân tích Yuri Tillman rồi Tôi nghĩ là James Madison ấy Đến ấy Nếu như mà tầm khoảng một tháng nữa đi Giữa tháng 7 mà không có tiến triển gì ấy, Lúc đấy là chúng ta kích hoạt James Madison Nhưng mà tôi không biết lúc đấy Madison còn ở đây không mà tôi nghĩ là mua Madison chắc là khoảng 40 triệu 45 triệu là ok đơn giản là vì sao Leicester xuống hạng Leicester xuống hạng Leicester cần tiền Leicester không thể nào không có tiền được ok cho nên đối với tôi ấy, là chúng ta nên nên cân nhắc James Madison nhưng mà cái việc cân nhắc Madison ấy không phải là ngay lập ngay, ngay lập tức bây giờ cái của tôi ấy là Madison được cân nhắc ấy, tầm giữa tháng 7 thôi đúng không hoặc là bất kỳ một cái ngày nào đấy mà Eric Ten cần phải có một tiền vệ để đi đá tour tôi không biết nữa chắc là đầu tháng 7 cái gì đấy đúng không tôi chưa xem lịch nhưng mà ấy, đừng nghĩ là chúng ta hoàn toàn cần phải cắm đầu vào Mason Mount Có thể nó tương tự như người mà có biết đúng không? Và quan trọng hơn hết cái mà tôi đang cảm thấy là mình không nên cắm đầu ấy Là đơn giản mình đang cứu Chelsea Mình cứu Chelsea ở chỗ ấy là mình giúp cho bọn nó giải quyết được vấn đề cân bằng tài chính Đúng không? Và chúng ta lại còn giúp bọn nó đem về được một thằng casino nữa Chả việc gì mà phải làm thế cả Chả việc gì mà phải làm thế cả Cho nên ấy, cứ xem thế nào Đối với tôi, 50-55 triệu cộng phụ phí, đẩy lên tầm 60 triệu, chấm dứt Nhận thì nhận, không nhận thì thôi Nó mà còn đòi trên 60 triệu, không cần nữa Giữa tháng 7, mình nhảy vào James Madison Nhưng mà quan trọng ở đây ấy là mình cần phải làm sao? Mình cần phải, mình cần phải gì? Mình cần phải prep, chuẩn bị sẵn sàng cho cái vụ James Madison ấy để đem về một cách nhanh chóng Và tôi chỉ sợ thôi, một lần nữa hôm qua chúng ta nhắc đến Midas đúng không? Midas Touch Tôi chỉ sợ ông MU mà dí gần James Madison phát lại lên 50 60 triệu nhưng mà tôi không tin cái điều đấy tại vì Leicester xuống hạng. Cho nên tôi không nghĩ là Leicester sẽ 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 có nhiều vị thế để mặc cả đâu. Nhưng mà tôi cũng sợ một chỗ ấy là ông MU càng dí vào ấy là sẽ có những câu lạc bộ khác nó nhảy vào. Ok, sẽ có những câu lạc bộ khác nhảy vào. Và nếu chúng ta đem James Madison về và chúng ta đem Rabiot về chẳng hạn là free ấy, mà với mức giá coi như là 50 triệu đi 45, 50 triệu đi Không, James Madison 50 triệu quá cao 40 đến 45 triệu đi Cộng với cả Rabiel Free nữa Là chúng ta có hai tiền vệ Xoay tua với nhau đá vị trí số 8 Và đá vị trí số 10 Ok Vị trí số 8 và vị trí số 10 Không có vấn đề gì cả Sau đó chúng ta tiếp tục tập trung vào tiền đạo Tôi nghĩ như thế là nó khôn ngoan hơn Ok Nhưng mà cứ tiếp tục đi Tại vì chúng ta biết đấy là Eric Ten Hag muốn Mason Mount và Mason Mount là lựa chọn số 1 của ông ta cho midfield đúng không? Thì MU nên cố gắng hết sức. Nhưng mà đến tầm giữa tháng 7 ấy thấy không còn triển vọng nữa ấy, thì lúc đấy đem về hai cầu thủ kia xong luôn bộ phận midfield. Xong luôn bộ phận midfield. Ok.